Đối với một cái ly thì mình sẽ để khoảng 30 giây. Đổ đá xay nào tặng lên xoài đá trước khi xay này. Và chúng ta chọn tốc độ từ thấp vừa phải thôi thì nó sẽ đảo được bún đòn nguyên liệu của mình. Và nhấn khởi động này. Ta sẽ xem chất lượng. Đồ bún xay ra rất nhuyễn, không có hiện tượng đá nào xáo luôn. Khá nhuyễn. Mình sẽ rót ra ly cho các bạn xem nhé. Nó có cái miệng rót ra dễ, không bị dịch, không bị chảy ra ngoài. Cái chất lượng đá xay mọi người thấy không? Cái đồ uống mình xay nó cũng là một cái đồ uống khá là khô. Tốc độ xay với cái lưỡi dao xay như vậy thì nó sẽ, cái đá mình nó không phải tan nước được, cho nên nó sẽ kiểu dạng như dạng tuyết.